Quý vị các bạn quay trở lại với kênh JK Audio. Tất cả mọi thông tin mua sắm hay cần tư vấn chi tiết cụ thể từng sản phẩm, anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Và rất là may mắn ngày hôm nay em lại tiếp tục được nhận một đơn hàng của anh Thanh, và cũng có nhận cái tâm sự bộc bạch của anh Thanh là cũng đã theo dõi kênh của bên JK khá là lâu. Và hiện tại thì anh đang du học và kết hợp làm luôn ở bên Canada, và anh có mua để làm quà tặng về cho ba mình ở quê nhà với một đơn hàng một cấu hình combo. Và anh thì hiện tại quê nhà anh đang ở tỉnh Hà Nam. Với một cấu hình combo này thì gồm các thiết bị như là, đầu tiên em phải nói đến là một cặp loa SH1500. Em sẽ zoom máy lại gần luôn. Đây, sang bên này thì nó sẽ rộng hơn. Với cặp loa SH1500 thì nó là dòng loa cây ở phân khúc cao cấp, với tông màu chủ đạo là màu đỏ vân gỗ tự nhiên này, với cái thùng vách rất dày dặn. Em cũng đã giới thiệu và anh chị có thể biết đây, với dòng loa này là được kết hợp với hai con bát 25, và nó được phân chia từng nhiệm vụ khác nhau, như là con bát phía bên dưới sẽ đánh ở cái giải trầm, giải súp, ở cái giải mà sẽ đánh nguyên tiếng súp ra, còn con bát bên trên sẽ được kết hợp cả giải trung âm và nữa, sẽ giúp cho cái tiếng và cái bản nhạc chúng ta đánh ra nó sẽ đầy đủ chi tiết, mạnh mẽ uy lực, với công suất max được 400 và hệ thống trung chép của nó thì được đẩy phía bên trên. Và kích thước của cái mẫu loa SH1500 này sẽ lần lượt như sau, là cao là 108, tính ở chân đế chúng ta sẽ có là 110cm này, và chiều ngang là 30 và sâu là 31. Đấy, một kích thước rất là hợp lý, và đặc biệt là trên tất những cái góc này đều được cắt vát đường kim cương diamond này, để giúp cho cái cặp loa nó sẽ có cái phần nó tinh tế hơn. Với cái tấm e căng mặt trước là tấm lụa đen này, có thể bảo vệ từ trên xuống dưới luôn đấy, anh chị khi đóng. Còn chúng ta muốn để lộ ra cặp bát này và hệ thống trung chép nó có điều đặc sắc thì chúng ta sẽ bỏ e căng ra. Và cặp này hiện tại chúng đang bán giá tại công ty hàng chính hãng là 25 triệu đồng. Tiếp đến ở đây thì có thêm một con loa siêu trầm cùng tông màu và cùng thương hiệu. Đối với con loa siêu trầm này thì là dòng loa VK560 Plus với phiên bản bát 30, đường kính bát 30 này, và đưa toàn bộ bát ra phía trước, lỗ thông hơi lại rất đặc sắc ở phía bên dưới gầm, nó tạo độ ép khi mà đánh ra. Công suất đạt max 700 và công nghệ màng polyplast đây, màu cũng là màu vân gỗ tự nhiên ở đây. Đấy, cái phiên bản này thì hiện tại chúng em đang bán hàng chính hãng giá là 7 triệu đồng. Khi để nghe nhạc hát karaoke, chúng ta không để thiếu loa siêu trầm rồi, đấy, giúp chúng ta bắt nhịp mà tốt hơn. Và thiết bị thứ ba đó là một chiếc đẩy liền vang WeWood X7 DAC Limited. Đây là chiếc đẩy mà nó đang là chiếc đẩy số lượng, hiện tại bên em chỉ có duy nhất một chiếc này thôi. Nó là hàng giới hạn, hàng kỷ niệm 30 năm của hãng WeWood cho ra cái phiên bản giới hạn màu vàng gold rất là đẹp và sang trọng như này, cũng như là có nhiều cái công nghệ nổi bật hiện nay như là công nghệ số, như là có chip giải mã DAC X7 thế hệ mới nhất của năm 2021 này, có tính năng wireless này, và công suất sẽ dao động từ 1.000 đến 1.200W. Và giá của chiếc đẩy này thì hiện tại đối với phiên bản Limited này thì đang có một giá rất yêu thương, đó là 15 triệu đồng. Anh chị có thể liên hệ luôn cho em để tìm hiểu về cái mẫu này. Cái mẫu này nó là cái dòng đẩy mang rất nhiều những cái nét như độc đáo này. Đấy, có 102 này và số lượng không có nhiều. Chúng ta sở hữu cái mẫu này thì nó sẽ thể hiện được cái đẳng cấp và cái độ chịu chơi của chúng ta khi mà chúng ta có những cái sản phẩm nó là những cái hàng số ít trên thế giới. Và bộ mic không dây VK321, bộ mic không dây mà hiện nay bộ mic này nó là bộ mic có những cái tính năng ưu việt như là tiết kiệm pin này, chống hú và hiệu năng tốt, có tính năng thông minh như là cảm biến gia tốc và cảm biến nhiệt, có công nghệ phủ bạc nano
Bộ mic này thì là hàng chính hãng Vihus và hiện tại cũng là phiên bản mới của năm 2021, cũng đang có một cái mức giá rất yêu thương 3 triệu đồng. Và gói gọn tổng cái bộ combo này của anh Thanh khi đặt về quê Hà Nam nhà mình đó là 50 triệu đồng, và anh cũng đã chuyển cọc luôn 10 triệu qua hệ thống gửi fax, gửi qua thẻ chứng minh thư cho bên đơn vị chúng em, và số tiền còn lại là 40 triệu khi chúng em về Hà Nam lắp đặt thì bác nhà sẽ thanh toán nốt. Rất là cảm ơn anh Thanh. Và điều đặc biệt nhất ở trong video ngày hôm nay, vì sao em giới thiệu em lại đeo khẩu trang, đội mũ khẩu trang, thì là mình truyền tải thông điệp là 5K. Đang cái mùa nó dịch bệnh căng thẳng như thế này đó, và đội mũ thì hiện tại tham gia giao thông chúng ta bắt buộc đội mũ bảo hiểm rồi. Và bên chúng em hiện tại cái dòng trong dịp hè này thì chúng em đang có một chương trình khuyến mãi và tặng kèm, đó là tặng cho quý anh chị khi đặt hàng bên công ty chúng em một chiếc mũ bảo hiểm, mà gọi là nón bảo hiểm cũng đúng, và bên trên mũ thì có được in ấn logo Zika. Đây là món quà tri ân nhỏ đấy, món quà tri ân nhỏ nhưng lại mang lại được cái tình cảm cũng như là cái bên chúng em đang gửi gắm đến, truyền tải thông điệp đến cho anh chị đấy. Bắt buộc tham gia giao thông phải có mũ bảo hiểm, mà hiện tại anh chị đặt tất cả những sản phẩm bên chúng em nhé, tất cả những sản phẩm bên chúng em, từ những chiếc vang hay những đôi chép anh chị đặt hàng đều sẽ được bên chúng em tặng một chiếc nón bảo hiểm, áp dụng cho chương trình hết tháng 6 của năm 2021 hiện nay. Đấy, luôn luôn sẽ có những cái sản phẩm để tặng kèm quà xiên cho anh chị. Đấy, như em hiện tại em đang đội đây đó, và trong cấu hình này thì đi kèm của nó thì đầy đủ dây rắc, và cũng không quên tặng cho anh Thanh một cặp dây cao cấp Noren. Đấy, một cặp dây cao cấp Noren hàng chính hãng, dây Nhật. Đấy, dây Nhật xịn sò, rất xịn sò nhá. Đó, em sẽ mở ra. Với cặp dây này thì hiện tại chúng em đang bán trên thị trường là dao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Đấy, tùy thời điểm, nhưng hiện tại thì nó sẽ là 2 triệu, và trong cấu hình này 50 triệu sẽ được tặng một cặp dây Noren. Đấy, một cặp dây Noren hàng chính hãng của Nhật Bản, hàng nhập khẩu 100% về. Sợi dây này nó có tết xoắn này, chống nhiễu này, và có đầu vào đầu ra. Đấy, em sẽ để đây. Đấy, một cặp dây, tặng kèm một cặp dây này. Và đi kèm tablo của nó thì nó sẽ có những cái dịch vụ như là chúng em sẽ có cái chương trình bảo hành trên hệ thống điện tử này. Ngoài ra còn có khi nhận hàng sẽ có một thẻ phiếu bảo hành này. Đấy, và diễn giải những cái sản phẩm này. Đấy, đơn hàng. Và đặc biệt nhất là chúng em cũng có những cái cách kết nối sử dụng súp. Thì vì combo này nó có súp đi kèm nên chúng em sẽ tặng có những cái giấy, tờ giấy hướng dẫn sử dụng khi ghép súp với âm ly, ghép súp với đẩy. Đây là cấu hình mà tất cả cấu hình này. Anh chị nào cần đặt những cấu hình VIP mà mang cái sản phẩm này về nhà để sử dụng. Đấy, vừa có sự sang trọng, đẳng cấp, thể hiện cái sự quyền quý sang trọng của người có điều kiện. Đấy, thì liên hệ cho em luôn với một cấu hình rất là VIP như thế này, 50 triệu đồng. Đấy. Và sau đây thì em sẽ đi vào test một bản karaoke trước khi chúng em cho kỹ thuật về dưới Hà Nam bàn giao cho anh Thanh. Xin mời anh chị cùng Vizika chúng ta đeo tai phone ngồi xuống nhâm nhi tách trà hay cốc cà phê, thưởng thức những bản karaoke, bản hit để chúng em gửi tặng anh chị qua bộ combo như thế này. Trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên nhau. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ? Tóc em ngày nào xanh như tơ trời, vơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em
trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chỗ xa. Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời thì đã xa người. Còn gì trong thương nhớ? Tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm vượt trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chỗ xa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em, trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chỗ xa. Trọn cả suốt đời này.